Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Bài 45 tiết 2. Rồi ở đây đối với mỗi bài tập thì các em nên bấm tạm dừng video và các em làm bài trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và các em tham khảo nha. Rồi trước hết là bài tập số 1, các em viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu E. Số gồm 3.690 và không đơn vị là số nào? Số gồm 3.690 và không đơn vị là số 3.690. B. Số gồm 6.420 và 8 đơn vị là số 6.428. C. Số gồm 9.710 và 3 đơn vị là số 9.713. D. Số gồm 8.030 và 0 đơn vị là số 8.030. 8.030, được chưa? Bài tập số 2, viết số thích hợp vào toa tàu còn trống theo mẫu. Các em viết số thích hợp vào toa tàu còn trống. Rồi các em quan sát mẫu này. 2.999. Rồi đến 3.000. Tức là hai số này là hai số liền kề nhau. Vậy 4.890 thì số liền trước của số 4.890 là số nào? Các em lấy 90 trừ đi 1 thì bằng 89, đúng không? Vậy số liền trước là số 4.889, được chưa? 4.889 rồi đến 4.890. Rồi tiếp theo, số liền trước của số 3.785 là số nào? Các em lấy 3.785 trừ 1 bằng 3.784. Rồi số liền sau của số 7.000 là 7.001, được chưa? Bài tập số 3, viết hai số có 4 chữ số tích hợp vào chỗ chấm. Tức là mỗi câu các em viết hai số. Mỗi số nó có 4 chữ số. Số có chữ số hàng đơn vị là 8. Rồi các em muốn viết như thế nào thì viết, nhưng phải có chữ số hàng đơn vị là 8. Ví dụ 1.008, được chưa? Các chữ số còn lại các em thích viết chữ số nào cũng được, miễn sao là chữ số hàng đơn vị phải là 8. 4.238, được chưa? Và tất nhiên là chữ số đầu tiên thì không thể bằng 0 được rồi. Các em nhớ là chữ số đầu tiên của số có 4 chữ số thì không thể bằng 0, được chưa? B. Số có chữ số hàng chục là 7. Hàng chục là 7 thì các em chỉ quan tâm đến hàng chục thôi. Cứ hàng chục các em cho là 7. Các chữ số còn lại các em lấy tùy ý. 5.373 này, 1.070 này, được chưa? Ở đây các em viết hai số, mỗi số có 4 chữ số. C. Số có chữ số hàng trăm là 0. Các em cứ cho hàng trăm là 0 đi. Các chữ số còn lại các em lấy số nào cũng được. 2.031 này, hàng trăm là 0 này. 5.099 này, hàng trăm là 0 này. D. Số có chữ số hàng nghìn là 2. Rồi hàng nghìn là 2. Hàng nghìn là 2. 2.999, 2.106 hoặc là 2.000, đúng không? 2.001, vân vân, rất nhiều.
Bài tập số 4, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Mã số mở cửa nhà của robot là một số có 4 chữ số, gồm các chữ số 0, 3, 5, 8. Biết chữ số hàng chục là 3 và chữ số hàng nghìn lớn hơn 5. Hỏi số nào dưới đây có thể là mã số mở cửa nhà của robot? A, B, C hay là D? Rồi chúng ta cùng phân tích và giải bài toán này như sau. Mã số mở cửa nhà của robot là một số gồm 4 chữ số. 4 chữ số thì nó có hàng nghìn này, hàng trăm này, hàng chục và hàng đơn vị. Được chưa? Nó gồm các chữ số là 0, 3, 5, 8. Nhưng không biết là nó sắp xếp theo thứ tự như thế nào. Bây giờ các em suy luận để các em tìm ra. Biết chữ số hàng chục là 3. À, hàng chục là 3. Được chưa? Và chữ số hàng nghìn lớn hơn 5. Tức là cái chữ số đầu tiên này nó lớn hơn 5. 0, 3, 5, 8 lớn hơn 5 thì chỉ có thể là 8 thôi. Được chưa? Chỉ có thể là 8 thôi. Các em hình dung được chưa? Rồi, như vậy các em đối chiếu với đáp án số nào có chữ số hàng nghìn là 8 và chữ số hàng chục là 3. À, chữ số hàng nghìn là 8 này chỉ có D rồi đúng không? Hàng chục là 3, nó cũng chính là D luôn. Các em chọn D. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.